Nếu bạn chưa biết chơi bida có nên ăn thua hay không thì clip mình dành cho bạn. Xin chào anh em nhé, nhiều anh em hỏi là chơi bida thì có nên ăn thua không. Thì cực kỳ nên anh em nhé, bida thì cực kỳ nên chơi ăn thua, quan trọng là bạn ăn thua cái gì thôi. Quan trọng là bạn ăn thua cái gì. Ôi kìa, chết cái luôn này, quan trọng ăn thua cái gì thôi. Ăn thua tiền bạc thì ăn thua tiền bạc thì người ta sẽ gọi là cờ bạc, cá độ, cá cược. Nhưng mà ăn thua danh dự, ăn thua ăn thua về danh dự, ăn thua về thành tích hay là ăn thua về vinh quang ấy, thì nó là tốt anh em nhé. Có nghĩa là đó là cái động lực để mình phát triển. Cho nên là nhiều khi anh em hỏi có nên ăn thua hay không thì cực kỳ nên, cực kỳ nên. Ui, nhẹ quá rồi. Hỏi có nên ăn thua không thì cực kỳ nên. Đó, tại vì là ăn thua thì nó có nhiều loại ăn thua. Ăn thua tiền bạc thì chắc chắn là không không nên rồi, tại vì nó là cá độ mà, cá cược mà, nhà nước cấm rồi, đúng không? Nhưng mà mình ăn thua về mặt danh dự, ăn thua về mặt thành tích, ăn thua về mặt gọi là vinh quang hay là ấy nhiều thứ thì mình sẽ thì cực kỳ nên em nhé, cực kỳ nên. Tại vì là tại vì những cái đó là tốt mà, mình phải có động lực để chơi chứ. Cái đó là nó là cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà còn ăn thua cờ bạc thì không nên em nhé. Đó, chỉ có nói như vậy thôi, tại cái này cũng nhạy cảm, cũng chẳng biết là nói cái gì.